Không biết có bao nhiêu anh em đang vừa xem tiếp vừa cốt theo nhỉ? Nếu như anh em đang cốt theo và cần mã nguồn thì vào lại lên đây nhé. Từ bây giờ trở đi mình sẽ thường xuyên xem mã nguồn ở sau mỗi clip trong phần comment hoặc trong phần mô tả. Với lại bài học thì đây là hàm doing ở clip trước trong khá đơn giản đúng không? Cứ sau khoảng 5 giây thì thực hiện việc trồng cây. Tuy nhiên khi mà cái công việc của cái forest hood này nó phức tạp lên ấy thì như vậy không đủ các bạn ạ. Chúng ta cần phải chuyển sang một cơ chế mới là cái kiểu switch case này. Thì cho anh em nào chưa biết switch case là như thế nào thì anh em cứ gõ y chang như này cho mình là nó sẽ hoạt động. Quy tắc hoạt động là như sau, nó sẽ kiểm tra một cái biến nào đó, kiểm tra một cái biến nào đó. Nếu như cái biến đó bằng với cái kiểu ở đây thì nó thực hiện làm chỗ này và mình có lệnh break để nó ngưng và nếu như cái biến đó bằng dưới này thì hiện là như này thì Squid cây nó là như vậy nó nó gần như là một kiểu ít nhưng mà trong có vẻ gọn gàng và dễ nhìn hơn à, về về performance thì mình không nói sâu nhé cái đấy là cho nâng cao không quan tâm lắm rồi vậy thì chúng ta có gì mới trong này chúng ta có cái hàm là task current à, nhiệm vụ cái hàm này là kiểm tra xem là công nhân của chúng ta đang làm công việc gì à, như mình nói lúc nãy là nếu như công việc hiện tại là trồng cây thì sẽ gọi hàm trồng cây nếu là công việc hiện tại là chặt cây thì sẽ đi chặt cây và nếu đi về nhà đi về trạm làm việc ấy thì là đi về trạm làm việc còn nếu không làm cái gì hết thì chúng ta mới tính toán xem là nên phải làm cái gì thì cái hàm plan tree này lúc trước uh, nó độc lập hơn nhưng mà bây giờ nó nằm ở đây có nghĩa rằng là khi mà đang làm việc gì đó ví dụ đang trồng cây thì chúng ta không tính toán nữa khác với tập 29 tập 29 là chúng ta vừa trồng cây vừa tính toán còn hôm nay tách ra thì mình cảm thấy nó ổn hơn đúng không chứ ai lại vừa đi trồng cây vừa tính toán thì nó không ổn lắm trồng cây hết đi rồi hãy tính toán rồi thế thì cái hàm current task hoạt động như thế nào? Mình sẽ cần Ctrl click vào đây nhé Thì cái hàm cần hàm cần cái hàm current task này này nó thuộc về cái worker task cho anh em nào quên mất worker task nằm đâu thì chỉ cho anh em. Worker task nó là cái class này. Đây này, là class của có S nhá. Uh, worker task có S chứ không phải là cái hàm worker task không có S nằm ở trong này, không phải nhá. Đây, nó nói đây. Thì cơ chế là như sau, đây là list, đây mở biến cho anh em xem. Uh, worker task đây 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 list những cái enum kiểu này ít dùng ấy list kiểu enum là một kiểu mà ít ít mình ít dùng ấy thì cơ chế là như sau uh, nếu như bây giờ chúng ta để một công việc là đi về nhà thì công việc hiện tại của người công nhân này là để đi về nhà mình add thêm một đầu việc nữa là đi về trạm làm việc có nghĩa là sau khi là sau khi mà đi tới trạm làm việc xong nó sẽ đi về nhà thứ tự là như vậy và nếu bây giờ mình có ghi là lên tree Ờ, nhưng mà thường thường thì ít khi nào cái này nó lên nhiều như vậy lắm thường thường chỉ là khoảng một hai cái tát ở đây thôi đấy là cái nhiệm vụ của thằng này thì để mà thêm công việc vào đây ấy, thì chúng ta sẽ có ba hàm hỗ trợ hàm thứ nhất là thêm vào điều kiện thêm ở đây có một cái điều đặc biệt là nếu như mà hai việc giống nhau thì không thêm ví dụ như giờ ở đây chúng ta thêm một cái việc là đi chặt cây rồi à, đi trồng cây rồi thì chúng ta không thể thêm việc đi trồng cây nữa thì cái hàm add nó sẽ là như vậy còn đây mình làm thủ công nên add được chứ còn đi qua cái hàm này này là không bao giờ add hai công việc trùng nhau liên tục được đâu chỉ có thể add hai công việc cùng nhau khi nào khi tay đi về nhà sau đó rồi đây chặt cây nữa thì được nhưng mà mình cũng sẽ cốt không bao giờ ra cái trường hợp như thế này tiếp theo là lấy cái công việc hiện tại thì công việc hiện tại sẽ là bằng cái element cuối cùng thì quy tắc của mình ở đây là vậy đây thì anh em có thể muốn nếu em anh thích anh em có thể là làm cái kiểu là công việc hiện tại là công việc đầu tiên cũng được tùy anh em tùy anh em nhé nhưng mình thích mình thích như thế này nên thích xem nó là cái dưới này để nó dễ thuận mắt nó xem rồi nếu như mà trong trường hợp mà chỗ cái danh sách uh, chỗ này này là không có phần tử nào hết tức là không có việc gì hết thì thằng này nó sẽ trả về uh, nên là không có việc đấy cho nó, nó, đỡ lỗi thì có nhiều anh em sẽ sẽ nghĩ là sao không trả về như vậy cho nó nhanh thì rất tiếc là không được đối với trường hợp enum thì đây chỗ này nó không không cho phép nó không cho phép thì anh em phải trả về như hồi nãy thì nó mới ổn đối với enum nó như vậy còn những trường hợp khác thì như cũng được đấy. rồi còn cái này là gì lấy công việc hiện à, không phải lấy công việc hiện tại mà là cho công việc hiện tại hoàn thành thì với cái hàm này được gọi ấy, thì nó sẽ không cần biết nó không cần biết là cái việc hiện tại đang là việc nào thì nó sẽ remove cái này luôn Đấy, nó remove cái này đi đây là công việc hiện tại ba hàm này cơ bản như thôi là đủ xài của clip hôm nay rồi tiếp theo à, đi đâu, đâu nhỉ? Đây, thì đâu rồi đây là hàm current hàm current nó dẫn tới công chuyện kia thì có lẽ mình sẽ play cho các bạn xem demo trước nhỉ rồi mình đi sâu thêm không là nhiều lắm đây bây giờ ví dụ mình reset lại là không có việc gì nhá bây giờ chúng ta sẽ play lên thì Kajuchin ban đầu sẽ đi vào nhà và nhà nó sẽ suy nghĩ công việc và nó sẽ giao việc cho người này đây đấy, 5 giây sau giao đấy nó giao việc đi trồng cây này thì trồng cây mình có quy tắc là uh, trồng 7 cây cây tức là cái nhà này mà có bữa, đủ 7 cây rồi thì coi như là công việc trồng cây xong còn tại sao còn sao biết đủ 7 cây, 7 cái hay chưa thì chúng mình sẽ nói còn bây giờ cứ để cho Kajuchin đi trồng cây để đủ 7 cây đi ở đây mình add ba người thôi A few moments later đấy đủ đủ bảy cây rồi nên là nó sẽ đi về nhà thì khi đi về nhà rồi mà vào trong nhà rồi thì nó sẽ xóa công việc này đi đấy là xong đấy là xong một cái quy trình là task management mình, mình xem nhé thật ra đấy có chỉ có như vậy đơn giản vậy thôi còn những cái này nó không thay đổi nhiều đâu anh em có thể lên git của mình xem chi tiết xem có những thay đổi nào nhé còn câu chuyện ở đây nè thì làm sao để biết trồng cây xong đúng không à, mình cho các bạn xem chỗ này đây nó sẽ kiểm tra bằng cái hàm này tất cả như cũ ấy, thêm cái tiêu mới này nó sẽ kiểm tra rằng là nếu nít more tree need more chỉ là cần thêm cây và nếu không cần thêm cây tức là đủ cây rồi đủ cây rồi thì nó sẽ là bảo là ok việc trồng cây này đã xong Và này việc mới là đi về nhà Để cơ chế là như vậy thôi đơn giản như vậy rồi thì câu chuyện tiếp theo là làm sao chúng ta biết được khi nào cái nhà này có đủ cây hay chưa thì dựa vào cái danh sách tree chỗ này và số lượng tree tối đa mình cho là 7 này thì như vậy có nghĩa là thế nào mỗi lần mà chúng ta thực hiện trồng cây thì mình sẽ ép cái cây mới đấy vào trong danh sách truy này cái chuyện danh sách truy này thì quá đơn giản đúng không nó chỉ là một cái uh, danh sách truy như thế này thôi và mắc truy như thế này thôi và khi kiểm tra xem là có đủ cây hay chưa là nhờ cái hàm có cần thêm cây hay không ấy thì chúng ta kiểm tra là số lượng truy tối đa mà là lớn hơn bằng cái truy này chưa thì chúng ta sẽ biết được là cần hay không ok giờ rồi bây giờ mình sẽ chạy lại cái trò truy này cho các bạn xem nhé đây danh sách mà đầu tiên là rộng nhá ba người công nhân đi vào nhận việc này những việc đâu đi này đấy ok chưa bắt đầu đi trồng cây này đấy cây thứ hai cây thứ hai đây đấy cây thứ ba đấy cứ như vậy nó tăng 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 dần lên và chúng ta sẽ đủ thì dựa vào cơ chế này chúng ta sẽ biết được xem là cái nhà đấy có cần cây hay không bây giờ nói một chút về vấn đề giới hạn 7 cây này nhé thì lúc mình cốt mình mong muốn là cái nhà chỉ giới hạn 7 cây thôi nhưng mà lúc chạy thì nó lên tới 10 cây lận thì những cái vấn đề này nó là vấn đề nó là vấn đề đấy nhưng mà nó là vấn đề nhỏ thôi thì anh em cố gắng tập thói quen bỏ qua kệ nó đừng chỉ đừng cố cố cho nó bảy cây làm gì nó cũng giống như chuyện cái khu rừng hình vuông hay hình tròn ở tiếp trước ấy mình muốn nó hình tròn nhưng mà cố nó ra hình vuông thôi cứ kệ nó thì không chả ảnh hưởng gì vuông tròn thì nó cũng chạy ra được rồi nhưng mà có vấn đề như thế này này những cái cây này, này hiện tại bây giờ trồng xong ấy, nó chả thuộc về cái bảng chả thuộc về một cái object nào cả mà nó nằm rất là rải rác thế này lỡ như mà sau này chúng ta lên tới uh, mười mấy khoảng mấy cái nhà ấy, thì nó sẽ lượng cây rất là nhiều lượng object như này là không ổn chúng ta cần phải có một object để quản lý nó đấy đó là chưa kể nhé nếu bây giờ chúng ta có sẵn một khu rừng khu, khu, khu rừng rồi mà chúng ta đặt cái nhà này vào trong khu rừng đấy thì những cái cây có sẵn đấy như thế nào những cái cây có sẵn đấy thì làm sao mà chúng ta add vào trong cái danh sách này được đúng không thì nên chúng ta cần có một cơ chế để quản lý tất cả những cái cây ở trong trò chơi này và cơ chế đấy mình sử dụng một cái object gọi là tree manager chỗ này thì trong này ấy, nó chỉ có một danh sách tree thôi. là đây là sẽ chứa danh sách tất cả những cái tree mà cái game này có. thì khi mà một cái một cái căn nhà ấy, nó đặt vào một khu vực đã có sẵn cây ấy, thì cái nhà đấy nó sẽ kiểm tra trong cái danh sách này xem là cái cây nào gần của nó thì nó sẽ tự động add vào trong danh sách mà cây nó quản lý. đấy là cái ý đồ của cái việc tree manager chỗ này. nhưng mà trong clip này tạm thời ấy, mình chỉ cốt là khi mà chúng ta trồng cây, khi mà chúng ta add cái cây vào trong cái nhà đấy rồi thì chúng ta làm thêm một thao tác nữa là những cái cây mới chúng ta sẽ add vào trong cái tree, tree, manager này luôn còn cái chuyện mà cây nó tồn tại sẵn trong map trước khi game bắt đầu thì nó mình sẽ xử lý sau còn bây giờ chỗ này là khi mình add một cái cây mới vào thì cái cây đấy cũng sẽ được vào trong tree manager này luôn còn cái hàm add tree này như thế nào mình mở cho bạn xem code nhé code nó chừng này thôi hãy nó một cái tree manager thừa kế từ sai behave hay. À, mình sử dụng single tầng để, để kết nối cho nó nhanh vì chắc chắn chỉ có một object này thôi tức là, đó là cả cái bản đồ này có bao nhiêu cái cây thì cũng do một object duy nhất này quản lý Nên là chúng ta dùng singleton ở đây được Và thêm một cái hàm add tree nữa Thì khi add tree mình sẽ kiểm tra xem là cái tree mà mình muốn add đấy nó đã tồn tại hay chưa Thì cái này đã rào chắc chắn không bị xảy ra bất thôi Vì biết đâu một cái cây mà add hai lần thì cũng không hay đúng không Là như vậy cái này thì mình sẽ kiểm tra sau Rồi thì với cơ chế đó chúng ta sẽ có một cái tree manager ở đây Và khi mà cái nhà mới xuất hiện nó sẽ không add nữa Thì ở đây trước khi mình test mình sẽ các cái nhà này lên Tức là theo lý thuyết hồi nãy là mình có 10 cây đúng không giới hạn là 7 thì chạy sau đó 10 cây thì ở đây mình sẽ đúp kết lên đó mình khoảng 14 hay 15 cây gì đấy là lúc kết thúc chạy thì đây cũng là kết thúc clip luôn mình sẽ cho nó chạy và mình sẽ cho xem nào thêm vài em cây chin nữa nhá à, đấy khoảng 5 em yêu chin đi trồng cây xem xem là kết quả sẽ như thế nào còn hôm nay tạm biệt anh em nhé